Em lúc trước em học đại học y dược à. Dạ em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng dễ nhìn sáng láng là được. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền. Mời sự xuất hiện của nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Rồi đây. Mời mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh. Rồi em. Em chào chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Việt Tùng, sinh năm 1994. Dạ hiện thì em đang làm về công việc hành chính tự do. Em lúc trước em học đại học y dược. À. Dạ em đã cũng đã tốt nghiệp y dược rồi. Nhưng mà chắc là em chưa có duyên với ngành y. Tùng là quê ở đâu? Dạ em quê ở Vũng Tàu anh Linh. Vũng Tàu bây giờ em làm tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mời nhà gái. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân và bạn nam phía bên kia luôn ạ. Con tên là Trần Nhật Vân Hạ, con vừa tròn 23 cái xuân xanh. 23 tuổi. Và hiện tại con là sinh viên năm cuối ở trường George Brown College ở Canada. Và hiện tại con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nghĩa là con đang du học ở bên Canada. Dạ, và con rồi về Việt Nam về Việt Nam để tránh dịch đúng dạ. không? Về lâu chưa con? Tính tới thời điểm này là cũng được một năm rồi đó chú. À năm mà tưởng nó mới về. Rồi mới là về năm cuối. Dạ, đang là sinh viên năm cuối. Mà giờ mình quyết định là mình hẹn hò luôn. Tại ba mẹ cũng nhã ý từ hồi con ở bên bển rồi. Con về đây thì con cũng coi chương trình mình, con thấy chương trình mình cũng nhân văn, con cũng thích. Con thích cho nên là con muốn có cơ hội có thêm bạn bè. Rồi vậy con nói luôn về mình đi, về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, về sở trường thì con có khả năng nói tiếng Anh khá là lưu loát. Con khá biết quan tâm tới người khác, chẳng hạn như là con thường hay nhớ những ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình để chúc mừng. Còn về sở đoản thì con thấy cá nhân con khá là vụng về và không có khéo tay trong việc nấu ăn. Còn bạn Nam? Điểm mạnh của em thì nói chung là rất là dễ chịu, rất là quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của em thì em hay giở dây thun anh à. Với lại nữa là thi thoảng có là nóng tính, nhưng mà nóng tính thì thôi cũng bỏ qua. Với lại em cũng không thích người phụ nữ quá là càm ràm. Một lần thì em biết rồi, nhưng mà đừng nói với em về cái vấn đề đó 2 đến 3 lần là em không thích. Không được em ơi, đó là bản tính rồi. Dạ. Phải chịu thôi. Dạ. Không bản sao tính đâu gì? Rồi em sẽ nhưng nói mà... tới lần thứ 5, thứ 6, 7 luôn sao đâu. Hey. Từ từ mình quen à. Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm cũng có vậy đó mà. Dạ. Để cô bảo vệ con dạ. Cũng là, con có bị càm ràm không? Dạ không à. Không hả? Dạ. Con càm ràm cũng được, không có sao. Chào con, 94 phải không? Dạ đúng rồi ạ. Lỡ rồi xưng con luôn đi. Tại dạ, vì nhỏ chào. Gái lớn là đúng 94 luôn. Dạ con rồi, chào cô. Ừ rồi bé 23 tuổi hôm nay nó gọi là cô rồi. Dạ. Để hai đứa khỏi bị ngượng á hiểu không? Hai đứa cùng gọi là cô luôn á hiểu không? Dạ vâng ạ. Đó. Coi như là bên đây cũng môn đăng hộ đối, đằng trai người ta cũng đẹp trai à. Bên đây người ta cũng du học sinh Canada. Cũng học bác sĩ ra. Đẹp gái, bên cao, cao bên dáng cũng như người mẫu. Du học với bộ. Du học sinh Việt Nam, học tại Việt Nam. Đại học y dược. Dạ, đó, chào chú. Rồi, chào con. Con cao mét bao nhiêu con nói cho dạ, chú hết con không? Cao khoảng 1m7. Mét 7 đó. Mét 7 ha. Đó. Bên đây chắc cũng hơn thôi. Con mét nhiêu cưng? Con hơn bạn chắc cũng phải vài xăng. Dạ. Đó, vậy là con ok hơn rồi. 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 Ừ. Nói chung là trai tài gái sắc đó. Ừ. Vấn đề là bây giờ họ có hiểu nhau hay không thôi. Vấn đề là tôi với ông sao nữa nè. Tôi với ông để tôi hỏi cho đàn gái xíu coi. Ông làm gì nắm tay tôi. Ông nói chuyện lịch sự được không? Hỏi vậy tại sao không lèm bèm được đúng càm không mọi người? Lắm luôn thì đó, tại vì chưa đúng là phải càm ràm. Chưa thấy bà mối nào mà càm ràm từ sáng chừng đến nào chiều tối. Mà người ta nói một lần mà cái người đó sửa liền thì không bao giờ ai điên mà đi nói lại đúng không? Cho nên là không phải tự dưng người ta càm ràm. Rồi bây giờ con sẽ giới dạ. thiệu dạ, những cái gì chú. Mà con mong muốn cho ông mối xem như thế nào. Không quá mặn, với lại không có râu, dễ nhìn sáng láng là được. Sao bên đây đẹp trai sáng sủa dạ. tối sủa luôn. Cô có thể nói là bên đây đẹp trai nè dạ. cao 1m7 hơn ừ. con dạ. Rồi con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng. Xin thưa em không bao giờ hút thuốc, em không thích hút thuốc và em cũng không thích rượu bia. Trước giờ em chưa tốn 1.000 nào em mua thuốc lá luôn. Em không biết là giờ có thuốc nó bao nhiêu tiền luôn. Dạ tính em rất là thoải mái, không có kiểu gia trưởng em phải thế này em phải thế kia. Cái này là mình có sự tôn trọng lẫn nhau. Đúng rồi. Có sự đồng cảm lẫn nhau. Bây giờ em mong muốn gì ở bạn gái của mình? Mẫu người bạn gái mà giống như là nữ danh ca diva Mariah Carey đó.
Không phải em đòi hỏi cao siêu gì đâu, ý em nói là một người phụ nữ trẻ tuổi nè, có giọng hát rất là hay mà tự lập đó, để trở thành một ngôi sao như vậy, đó là hình mẫu rất là ấn tượng và em rất là thích. Tức là không phải về ngoại hình mà về ý chí, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Về... Bây giờ mình đi chút xíu về tình duyên đi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Cháu nó đi du học là mấy năm rồi, mà năm nay cháu nó mới 23 tuổi thôi. Thì đi qua bển là học thôi chứ không có yêu đương vớ vẩn. Lý do sao 23 tuổi xinh đẹp và chưa có tình yêu hả con? Ta đi qua bển ta học chứ, ta qua bển để yêu chắc. À? Xin phép cô là bên đó các bạn nam bên Canada cũng gọi là cũng giỏi giang, cũng đẹp trai lắm chứ bộ. Em gái xinh đẹp ơi, thì tại sao em lại chọn một chàng trai Việt mà em không chọn một người chàng trai Tây? Em thấy là hai cái tâm hồn nó không có hòa hợp nữa anh. Thì nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt Kiều hoặc là thuần Việt hơn. Tại vì em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là con qua bển là con chưa tìm hiểu một người nào hết đúng không? Con nói là con chưa yêu ai, nhưng mà con cũng đã để ý người khác giới. Thì con để ý người khác giới là lúc đó con khoảng 15 tuổi. Tại vì lúc đó là con học không có tốt, cho nên là ba mẹ con cũng không có đồng tình cái ý kiến mà con quen bạn trai ngay lúc đó. Và sau đó thì rất là nhiều biến cố xảy ra, và con cảm thấy là con có lỗi với ba mẹ và con muốn chuộc lỗi, cho nên là con không có yêu ai và con tập trung học. Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ, trước thì em có hai mối tình, mà một mối tình em thương bạn đó từ nhỏ rồi, từ năm lớp 5 đến giờ. Trời ơi. Nhưng mà sau khi mà người ta đi lấy chồng xong rồi em cũng thôi luôn, em biết là mình không có duyên với người ta. Rồi mối tình thứ hai. Cái mối tình thứ hai thì nó chia tay cũng một cái lý do mà không ai nghĩ đến. Đi chơi mà cứ bấm điện thoại, lướt Facebook rồi nghe nhạc này nọ kia, giống như là chơi với lại điện thoại chứ không phải là chơi với mình. Dạ. Đó. Rồi, ok. Vậy là các bạn đã hiểu ý nhau một chút xíu rồi ha. Bây giờ mình hỏi ý người thân cái nữa. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay con đi với ba mẹ của con. Ngồi hàng ghế bên dưới chú. Rồi chào nhà gái. Dạ xin, xin chào chương trình Bạn Muốn Ăn Hò. Xin chào hai MC rất dễ thương. Và xin chào bạn trai. Dạ chào cô chú ạ. Tôi là tên Trần Tùng. Đây là bà xã tôi. Thì bởi vì tôi cũng là hai vợ chồng tôi nên duyên là do Bạn Muốn Ăn Hò. Nên không phải bằng họ mà là do mai mối. Mai mối. Nên tôi rất thích chương trình này, nhân văn này. Tôi coi phải là bây giờ là 700 mấy rồi đó, nhưng mà tôi coi cũng phải cả ngàn rồi. Tôi coi đi coi lại rất là nhiều lần. là rất là thích. Bé về một năm nay để tôi động viên khuyên nhủ nó. Nguyên gần một năm nó mới vừa hồi tháng 1 này nó mới đồng ý là làm đi nộp đơn. Thì tôi thấy là hiện nay một số bạn trẻ và một số bác và phụ huynh là ngại, rất là ngại tham gia chương trình này. Tôi từng khuyên nhiều người mà không ai tham gia, nhưng mà với tôi thì không, tôi đã khuyến khích con gái như vậy. Nhân đây thì tôi cũng xin phép chương trình cho tôi vợ chồng tôi gửi lời thăm đến anh bạn mà đã kết duyên xa duyên cho vợ chồng tôi qua cái chuyện mai mối. Còn nói về cái bạn Hạ này thì là bạn thì là sống hướng nội, nhưng mà bạn thì có một chút thông minh. Sống nhân hậu, trung thực, thẳng thắn, giống như bạn trai này là có cái gì thẳng thắn, nói ngay, nói liền, và thậm chí là nói không cần suy nghĩ, nói có gì nói đấy là không để bụng, không để gì hết. Khuyết điểm của bạn thì bạn nhiều lắm, nào là hậu đậu nè, tồ nè, nhõng nhẽo nè, rồi nói chung là cứng đầu, hung dữ. Đừng cưng quá đó phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi hơi ích kỷ, và đặc biệt là siêu ngủ muộn. Siêu ngủ muộn chứ không phải ngủ muộn. Không, thật ra là con đính chính là tại vì con bị học trái múi giờ. Là ở bên đó là buổi sáng, là bên mình đã là buổi tối rồi. Có những hôm con thức tới 4-5 giờ sáng lận. Nên là cái chuyện mà ngủ là cái chuyện rất là bình thường. Tại nếu mà con không ngủ là con sẽ không lấy lại sức. Tại một mình nhiều khi con chỉ ngủ có 5-6 tiếng hả. Thì cũng đúng là nhiều lúc con cũng mệt đó thì con dễ ngủ thiệt. Thì ba con hay nói là con mê ngủ, không có lo đi kiếm người yêu gì hết, không lo kiếm chồng gì hết gì cho ba. Nói chung là ba con cũng hối lắm rồi đó, nhưng mà con nói là con chưa học xong, chưa đi làm gì hết mà chưa cứ mà hối mới hoài. 23 dạ. Thôi mà. Ok, như vậy còn bạn trai này thì mình thấy tương tác cũng ok, con mặt nhân hậu. Dạ, cảm ơn chú. Đẹp trai ngang ngửa với chú. Cùng tên với chú. Nhưng mà có một điều này nè, là chú hai đứa con ở nhà, hai đứa gái, chú hai đứa gái giống anh Nguyễn Linh nè. Dạ vâng. Nói với là ba mẹ khùng nên đẻ ra hai đứa con khùng.
Thành thử rằng là chú muốn hỏi con á, là sau khi hạ màn xuống á, con có dám về đội khùng của chú không? Xin hết, cảm ơn nhiều. Khùng của chú. Dám nhậu cùng chú không? Dạ. Khi mà con đã chấp nhận á, thì con sẽ theo đội của mình. Dạ. Rồi bên đó đi với ai con? Dạ, con đang đi với anh họ của con à, anh Khánh à. Đến với chương trình nãy giờ thì anh cũng có một cái nhận xét như thế này. Về ngoại hình và tính cách của bạn nữ này thì cũng rất là phù hợp với Tùng. Qua cái chương trình này thì anh cũng có một cái điều khuyên đối với em là nóng tính là tốt, nhưng cái điều là mình phải tinh tế và kìm lại một chút xíu là sẽ ok. Hay. Anh chỉ nói vậy thôi. Câu này hay nè. Anh thì rất mong hai em thành một đôi. Hai trẻ bắt đầu gặp mặt nha. Đây là không gian các bạn. Cái thoải mái trò chuyện nào. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. À, đứng lên đi con. Em chào anh. Chào em. Hôm nay thì anh có một cái đặc sản miền quê tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Mời anh ăn thử. À bánh đậu xanh đó đúng không? Dạ đúng rồi ạ, bánh đậu xanh. Rồi cảm ơn anh. Tự nhiên ăn đâu, dạ, không ai con... thấy đâu. Không, nay em tới đây em cũng có một món quà muốn tặng anh. Tại vì năm nay em 23 tuổi cho nên là em xếp 23 con hạt giấy và trái tim do chính tay em làm để tặng cho anh, cộng thêm một cái ví bỏ túi. Em mong tất cả những điều may mắn sẽ tới với anh. Cảm ơn em rất là nhiều. Anh có muốn mở ra xem thử không? Wow, rất là đẹp nha mọi người. Đâu đâu, cầm, là... cầm một con lên đi, dạ. Cầm một con lên. Mọi người trong đây em cũng có biết dạ, một thông điệp à. Về cuộc sống. Đó, đẹp ghê á. Con nào cũng có thông điệp hết phải không con? Dạ đúng rồi, cả team đều có hết. Đọc luôn 23 con cho tới tối luôn luôn. Không, mình chỉ đọc một con mở màn thôi à. Đọc đại 23 con nhưng mà em xin đọc con hạt giấy à. Dạ rồi, sự chia sẻ với tình yêu thương là điều quý giá nhất trên cuộc đời. Dạ, em trân trọng về điều này. Rồi, cảm ơn em. Kìa rất là tối về đọc nha Tùng nha. Dạ rồi. Dạ. Nhân đây thì cũng xin em xin phép gửi tặng em Hạ một bài hát. Just can't decide. You don't even know how I'm alive. This is war gone by. Don't care to see me cry. And here I am still holding on. You can't say my voice gone. No, no. Even though I try, I can't let go. Something in your eyes captured my soul. And every neon see you in my dream. Trời ơi, anh hát hay gái. Quá à. Giờ tới em. Dạ, không, hát hay chưa tốt. Bài hát của em thì cũng hơi nhẹ nhàng á. Dạ, hôm nay anh hát chưa em tốt. Hy vọng là anh sẽ thích bài này. Em muốn hát cho anh bài Take Me To Your Heart. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what the love is. Be my guide and star. It's season. Take me to your heart. Cảm ơn. Rất đẹp đôi. Đúng quá hả con. Thôi bây giờ dạ. Các bạn về vị trí ngồi đi. Chúng ta trò chuyện. Cảm nhận đầu tiên của anh với lại Hạ thì một cô gái rất là dễ thương. Dạ, giọng nói rất là dễ thương. Ví dụ như bây giờ em về Việt Nam rồi đó, dạ. Thì mình đang ở trong thời điểm mà dịch Covid đó, dạ. Thì nếu mà sau này thì hết dịch thì mình quay lại Canada mình làm hay là mình ở Việt Nam luôn? Dạ em tính là qua đó làm xong rồi có thể nếu mà tiến xa hơn được nữa thì em tính định cư luôn. Vậy thì em hỏi anh là anh có ngại về vấn đề yêu xa không? Anh không ngại vấn đề yêu xa. Thời đại 4.0 này dạ. Rất là dễ dàng kết nối dạ. Nhưng mà em cần có sự yêu xa là có sự chung thủy, cái sự chân thành. Thì không biết là anh có đáp ứng được nhu cầu đó không? Anh đáp ứng được chứ. Tại vì mọi người biết là anh mình tuổi Tuất mà. Tuổi Tuất dạ. Thì rất là trung thành mà đúng không mọi người? Dạ, dạ. Gia đình em cũng muốn có gọi là có quan điểm là anh phải về làm rể không? Ba em là muốn rồi đó. Chứ ba cũng... em là đang muốn bắt rễ lắm rồi đó. Tại vì em cũng là con đầu á, cho nên là ba em con... muốn bắt rễ. Chứ lại về để có đồng minh. Tại vì nhà em hai gái lận, cho nên là ba em đang là hoa khôi trong nhà anh. Cho nên là muốn có rễ về để phụ giúp.
Là cũng muốn bắt rễ luôn. Âm đang thịnh quá. Dương suy. Dạ. Hạ ơi, có nhiều con đường để em đi, tại sao em lại chọn con đường đi vào trái tim anh? Anh Tùng ơi, trước tiên là em có ấn tượng với anh là tại anh cùng tên với ba em. Cho nên là hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau. Cho nên là nếu mà được thì anh cho em với anh một câu hỏi nhé. Ok. Bởi cái tuổi trẻ nó thẳng thắn lắm, không có gì phải úp mở trơn trọi á. Detox không khí từ trong ra ngoài. Trẻ là vậy, hiện đại là vậy đó. Nào, yêu là nói là yêu, thương nói thương. Đúng rồi. Không thích nói không thích. Có rào trước đó sao? Hãy để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đồng điệu luôn. Chúc mừng hai em nha. Nào hãy nắm tay và xin phép hai bác cho tụi con bắt đầu hẹn hò chính thức với nhau. Thì con xin phép hai bác cho con phép hẹn hò với con gái của hai bác. Dạ, con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con gái của hai bác. Rồi, hai bác gật đầu rồi đó. Xin hai bác luôn đi con, hôn nụ hôn đầu tiên á. Dạ, con xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Rất nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Hãy cố gắng tìm hiểu nhau, chăm sóc mối tình này. Cho dù xa hay gần gì, quan trọng là yêu thương nhau là được. Dạ. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ. Em quê ở Bắc Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi, còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? Em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn, công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá, còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình, còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu nón giữa tiên vượt suối. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi. Dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. Dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em bọn anh yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì... Bé trai hay bé gái? Dạ, bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á. Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi?
chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. À, dạ. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn... có chu cấp không? Lại, có chu cấp theo quy định của tòa. À. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. À, hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ, có. À, bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái à, 5 tuổi rồi, dễ thương dạ. quá ha. Còn em, tình trường thế nào? Em có 2 mối tình, trong đó có 1 mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có dạ. cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa à, có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? À, nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt, cô ấy cũng đã thay đổi, có mối tình khác nên à. Bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em dạ. muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình, giờ là dạ, yêu thương rồi. Cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi, à, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 trở lên. Có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu. Không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu, nhưng cũng đừng có tệ như Hiếu Nở là được. Rồi tính cách thì... siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được. Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu? Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương. Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình đã... sống của mình à. À, mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa, đang ở trọ? Chưa, em vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em hơn. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy, rất là dễ thương. Con gái, ôi sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chữ bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang là giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau, phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng, đúng rồi anh. Rồi, đàn trai quá chịu. Rồi, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi, mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp. À, rồi, dạ. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn 3 cô là chưa có gia đình. Thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này, xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi, còn có 2 năm mà còn tới 3 cô lận, mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách ở ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ. Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai đi với ai? Em đi với bà ngoại nuôi và một anh cầm hương. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ cô. Dạ. Cô Quách Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ. Bà ngoại. Hải Đảo thì nó ở nhà tổ tôi nay 6-7 năm rồi. Mà giờ thì cũng tánh tình dễ thương. Cũng cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu mà nó coi tôi thì những nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên. Biến tới cuộc hôn nhân
Cô dâu tương lai bên này ngoại thấy làm sao? Cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tính tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó tiến tới cuộc hôn nhân, trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ, cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho chúng ta bắt đầu mở rào nha. Hai mở hàng rào ha. Để gặp em, những món quà anh tặng em, hy vọng làm sách. Dạ, em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi, với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Mai mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian sẽ, số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một bộ đồ thể thao. Quay mà sau lưng nha em. Sau lưng là vừa đấy. Quay kìa em. Quay sau lưng mặt nữa. Kia, mặt kia. Mặt kia kìa. À, bên này hả? Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh ạ. Để nói cái nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy, là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh em có cảm nhận gì không? Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái. Nhất là cũng nói là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai, em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Đi phượt không? Cũng thích hơi lãng mạn một xíu. Đi phượt ok luôn. Yeah. Như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại, mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao thôi. Thường là anh rút lắm, bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chơi đàn ông nhiều không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác rồi đó, em cũng tiếp xúc nhiều, là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng dạ. Nghĩ vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em. Để cho em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn kỹ thuật tưng bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây gung quá anh tưng không được. Coi có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó thì... Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà. Ha? Yeah. Em hy vọng là sẽ có một tình kết thúc có hậu trong bữa hôm nay. Yeah. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương. Cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Hình thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm.
1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứ giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buông nữa. Không bao giờ buông nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Yeah. Đây là chiếc vé xem phim gặp Cinebox 212 Lý Kiến Thắng gửi tặng các bạn. Em có một mối tình đơn phương 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu được, yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Vậy mà có người nhiều lông tai vẫn hói. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Yeah. Giới thiệu về mình đi em. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào, chào bạn trai bên kia và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Chu Thị Nhung. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán cho công ty vaccine. Làm ở quận mấy Nhung? Em làm ở Tân Bình ấy. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào anh Quỳnh Linh. Em kính chào chị Cát Tường. Kính chào quý vị khán giả đang ngồi trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Chào cô gái bên, cô gái hàng xóm. Chào anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cáp Duy Vương. Em năm nay 28 tuổi. Em hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. À, điểm mạnh với điểm yếu của Nhung là gì Nhung ha? À, điểm mạnh của em là người vui vẻ, hòa đồng. Em thích chụp hình tự sướng, thích nấu ăn. Điểm yếu của em là người hơi nóng tính, thẳng thắn. À, em thường có sao nói vậy á, nên nhiều khi sẽ mất lòng người khác. Còn bên kia bạn trai mình thì có ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, về ưu điểm của em á thì em khá là tự tin. Em sống có khả năng tự lập rất cao. Em có chí cầu tiến. Khuyết điểm gì không? Khuyết điểm là em hay quên. Nhiều khi em bị mất tập trung. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn gái? Em có một mối tình đơn phương. Đơn phương thôi? Vâng. Bao lâu? À, chắc 2 năm ạ. Em có thể hiện cho bạn đó biết không? Dạ có, nhưng mà bạn ấy có người yêu rồi. À, thế rồi rồi một mối tình đó thôi chứ trước giờ chưa có để ý ai, chưa có yêu được, yêu ai hết trơn hả? Không, em cũng để ý nhiều người. Nhưng mà người ta không có để ý em. Sao kỳ vậy? Một cô gái dễ thương như vậy mà lý do tại sao? À, em nghĩ chắc do duyên chưa đến á. Nên là hôm nay nhờ chương trình giúp em tìm được duyên của mình. Bạn có mấy mối tình rồi bạn trai? Dạ em thì có một mối tình kéo dài khoảng hơn 3 tháng. Nhưng vì cái tính cách của em và bạn nữ không hợp nên là không đi. Có 3 tháng thôi ha, cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Thôi, bây giờ mình tìm mối tình này là mối tình đầu, coi như đầu tiên và cũng là mối tình cuối luôn đi ha. Em hy vọng vậy. Hy vọng như thế. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Về ngoại hình thì em thích một cô gái cao 1m50 đến 1m60. Rồi, có luôn. Khuôn mặt thì gọn gàng, tóc dài thì quá tốt. Cái gì cũng có hết, tiếp đi em. Rồi, về tính cách á, thì em thích một người con gái có sự đồng cảm, có tính tự lập. Cô gái ấy nên chung thủy và trung thực, như đó thôi ạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Không thích thì nó sẽ ngược với lại những cái điều em thích, tức là bạn ấy không có biết đồng cảm, không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Thế còn em gái, em muốn một cái mẫu người bạn trai mình như thế nào, cái người lý tưởng của mình như thế nào? Là một người đàn ông mạnh mẽ, biết quan tâm chia sẻ với người khác và chung thủy trong tình yêu. Thế là em thích con trai không bị hói. Với lại uống quá nhiều rượu bia và lăng nhăng. Không hút thuốc, không rượu bia, không lăng nhăng, không đầu hói. Còn gì nữa không? Nói luôn qua coi nè. Thích có nhiều lông tay á. Thích hay không thích? Thích ạ. Thích có nhiều lông tay. Có anh Quyền Linh luôn. Cởi áo ra. Lông tay ra anh ơi. Cởi áo ra. Chắc vậy thôi. Rồi, có vậy gì? Thôi ha. Trời ơi, ta nói không có cộng nào hết. Gì kỳ vậy? Cô ấy thích nhiều lông tay mà không thích đầu hói. Này không có lông tay mà không có hói.
Dạ có chị. Có hói. Có hói luôn hả? Có lông tay, không có bị hói. Có hói chút chút từ từ. Đó, nguy cơ hói rất cao. Vậy mà có người nhiều lông tay vẫn hói. Bây giờ nè, chưa có mối tình nào mới yêu đơn phương như vậy là chưa có hung lần nào phải không? À, dạ. Bữa nay hung không? À, chắc là hung má. Đúng rồi chứ em muốn hung gì. Trên đây chỉ cho nhiêu đó thôi. Dạ. À, bây giờ chị hỏi thiệt nè, nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Em nghĩ là phải tìm hiểu chắc là 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng tới 1 năm ha, để chị hỏi thử coi. Em trai, nếu như bây giờ mình được thì khi nào em tính là hôn nhân là phù hợp? Em thì cái dự định của em thì 1 đến 2 năm. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái thời gian mà hai người khi mà gặp nhau á, họ có tâm đầu ý hợp hay không. Còn cái việc mà cái thời gian nó sẽ có thể rút ngắn lại. Bình thường thì lúc rảnh rỗi thì cái sở thích của em là gì? Em đặc biệt rất là thích chụp ảnh, thích đi phượt, thích làm từ thiện, thích hát. Chụp ảnh là chụp cảnh mình đi chơi hay là chụp người, chụp chân dung? Dạ, chụp chân dung, chụp à, cảnh. Rồi em chụp ai? Thường chân dung là em chụp người nào? Chụp bạn bè, chụp những cô gái mà em làm quen kết bạn. Trời ơi, chụp nhiều cô gái lắm rồi hả? Dạ, có thể nói. Hả? À, em có ghen không em? Bạn gì? Trai mình chụp hình nhiều cô gái lắm, em có ghen không? Em nghĩ ghen hay không là do người bạn trai thể hiện để mình biết thôi. Em có chung thủy không em? Em chắc chắn là em sẽ chung thủy. Hy vọng bữa nay em có thêm một người mẫu ảnh đẹp nữa nha. Dạ. Bên đây bạn gái là thích chụp hình tự sướng, bây giờ có anh này anh chụp hình về cho mình. Dạ. Trước khi qua bên kia anh coi mắt đàn gái á, em chụp anh tấm hình coi anh kiểm tra coi được không, rồi anh qua anh thông báo anh kia. Dạ tùy thuộc mẫu đó anh. Chụp anh tấm chân dung coi. 90% là phụ thuộc vào mẫu. Chụp đẹp nha. Ngầu lên anh. Được rồi. Mặt chụp mặt sao buồn vậy? Mặt ngầu. Mới chụp cái mặt vui lên chứ. Rồi cũng có nét lắm. Còn rồi nét. Để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao. Chào anh. Ô trời ơi, em gái dễ thương quá. Em ngưỡng mộ anh lâu. Cảm ơn em nhiều. Yeah. Anh bên đây chụp hình nét lắm nhưng mà mặt hơi buồn. Em có thích một người đàn ông đó rất là phong trần đi chụp hình hết cô này cô khác này kia không? Tại em cũng thích chụp hình tự sướng nên có một người đi chụp hộ mình cũng tốt. Anh đâu có chụp cho em đâu, chụp nhiều cô khác em tự sướng thì tự em sướng thôi chứ. Đúng không? Nếu mà hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu em đồng ý với anh kết hôn? Em nghĩ là phải qua tìm hiểu, hiểu được nhau. Nếu mà cảm thấy có thể đến được với nhau thì từ 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng 1 năm. Rồi, cảm ơn em nha. Yeah. Đàn gái quá ok. Ráng nha, bên kia là được lắm á. Hot girl anh. Thôi mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em gái đi với ai? À em đi với chị gái em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khán giả. Em là chị gái của Nhung. Thì tính cách của Nhung thì hiền, ít nói. Mà em thấy bạn trai này là khá là năng động. Chắc chắn là nếu mà được thì là rất hợp với Nhung ạ. Vậy thôi em hả? Rồi cảm ơn em. Gọn, nội dung nhanh gọn lẹ. Bạn trai đi với ai? Dạ em có đi với sếp cũ của em là chị Trang và chị gái họ của em chị Văn và ông xã của chị anh Chắc. Rồi đại diện chào mình. MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Mình là Trang, mình đến đây ủng hộ cho bạn Dương. Thì Vương nó rất là hiền, điềm đạm. Trong công việc thì em nó làm việc rất là có trách nhiệm, đặc biệt là Vương có tinh thần cầu tiến rất cao. Còn về bạn gái bên này, Vương ơi, rất là dễ thương. Thì hai em tới đây cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và có thể là mình đi xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu gặp nhau nha. Mở rào. Em có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Thôi chịu em đứng gần đây nha. Ok. Tôi né nữa hả? Trời sao tôi. Em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đâu?
cặp đi. À, chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Được. Đưa coi hình coi. Thật đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống luôn. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Ừ. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn Nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát một giấc mơ, em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn coi. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng mà có được tóc không? Nhiều. Rồi. Con nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À vậy yeah. Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Để tay vào bấm đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là phải có trách nhiệm với cái bấm nút của mình nha. Bấm nút là trao cái duyên với nhau. Rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây là chiếc vé xem phim được thành lập Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn để xem phim, để hiểu nhau, tâm sự nhiều hơn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Em thật sự là rất là yêu và thương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Mà đau rồi cũng sẽ qua thôi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, ba mấy năm mới gặp được em. Mời bạn Nam. Trời ơi. Mời đi bạn. Rồi mình giới thiệu đi em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thị Ngọc Hân. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm xét nghiệm ở trong bệnh viện. Quê quán em ở Tiền Giang. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào toàn thể quý khán giả. Em tên là Hồ Thanh Bình. Nghề nghiệp của em là xây dựng. Em đến từ thành phố Cà Mau và hiện tại sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở quận 9. Hơn ở quận mấy? Dạ em ở quận 5 ạ. Hơi xa ha. Không có sao đâu chị. Xa cách mấy cũng vượt được mà chị. Sao cũng lỗi mấy đều cũng qua mà chị. Không em thuộc bài Cà Mau không? Dạ em thuộc. Tao hát bài Cà Mau nghe khí thế coi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngày chi đường xa không tới,
về để nói với nhau mấy lời. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn gái là gì? Dạ, ưu điểm của em là biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác, có hé rụng chút xíu. Khuyết điểm của em là em hơi nhạy cảm, em hơi khó tính, em hay quên nữa. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Ưu điểm của em là tính tình hòa đồng, nhiệt tình, nói chung là năng động. Khi mọi người mới tiếp xúc em á thì họ có một cái cách nhìn em gọi là coi như là không mấy tin cậy cho lắm. Nhưng mà khi tiếp xúc về lâu dài và có thể là tìm hiểu nhiều hơn thì họ sẽ có một cái niềm tin và cho em gọi là an tâm hơn ở chỗ đó. Em thật tình đó, hài hước ha. Tốt đấy. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mới đây là mối tình em khi mà em làm ăn thất bại với Cà Mau, em lên Sài Gòn này em làm. Thì em có quen một cô gái làm ở ngân hàng HB Sơn. Nói chung là em thì quen cổ thì nói chung là đã quyết định cưới rồi. Năm rồi cổ thăng chức, cổ lên được trưởng phòng. Có nói với em một câu là em thật sự là rất là yêu và thương anh. Nhưng mà có một điều duy nhất anh không thể lo được cho em, đó chính là anh không mua những thứ gì cho em muốn. Lúc đầu chia tay cổ thì cũng đau lắm. Nó đau rồi cũng sẽ qua thôi. Khi mà tình yêu có thật rồi, người ta sẽ không đòi hỏi gì ở đâu ha. Chia tay bao nhiêu lâu rồi, cái vụ dạ, đó bao lâu rồi? Cũng gần 2 năm rồi anh. Quên chưa? Dạ quên rồi chị. Mời bên đây. Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là lúc sinh viên. Cái mối thứ hai thì là em sợ anh ấy tổn thương. Cũng quen nhau nhưng mà hai người tính cách rất là trái ngược nhau. Nên là em không có yêu ảnh mà tại thấy ảnh thương em quá nên em sợ anh tổn thương nên em đồng ý. Dạ. Rồi sao chia tay? Tính cách không có hợp nhau mà em thấy là không có tương lai được đó chị. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m7, tốt tính, chung thủy. Anh có 1m81 rồi em ơi. Chết rồi. Căng nặng 51kg luôn á. Nhiều ốm vậy. Ốm gì hả? Em có nuôi anh lên ký được không? Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi, còn mét mấy đâu quan trọng em. Lần này thích yêu mới là chọn nha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cũng yêu động vật. Yêu động vật là yêu con người đúng không? Dạ, con gì cũng yêu hết. Em có ghét gì tính gì của người đàn ông không? Gia trưởng quá. Em thích gia chủ nhưng mà gia trưởng quá thì không được. Không được. Nãy giờ em cảm nhận chàng trai bên đây là người thế nào? Chắc cũng thiệt tình. Nếu mà anh cao 1m51, anh yêu thương em thật lòng thì sao? Em sợ anh ngại thôi. Anh ngại, anh 51 biên anh yêu thương em được rồi, được không? Dạ, anh mua giày cao gót em. Rồi, nè, anh thông báo cho em biết. Đàn gái rất là dễ thương. Ha, được rồi đó. Rồi, khi nào thì em tiến tới hôn nhân? Muốn chừng nào là phù hợp? Dạ, do mẹ em cũng hối thúc từ lâu rồi á. Lâu rồi? Đúng rồi. Làm dâu được không em? Do điều kiện của em là em chỉ còn có mẹ thôi à. Cho nên là em làm dâu thì ai lo cho mẹ em. Vậy chứ ý em muốn làm sao? Tới được với nhau thì cũng phải nhờ anh ấy sắp xếp giùm em. Lấy em rồi mẹ lên theo ở nhà ảnh luôn, nhưng mà có mẹ đi theo phải không? Dạ. Rồi bây giờ bạn gái nói là ví dụ giờ là lấy nhau đó thì muốn cho mẹ lên ở chung luôn được không? Dạ vấn đề đó thì không sao đâu chị. Em cùng nhau để gánh vác và lo lắng để cho cha mẹ cổ có thể được trăm tuổi già là điều mà tâm nguyện và quý giá nhất của em cũng như cha mẹ cổ và cha mẹ em. Nhưng mà em định lập nghiệp ở đâu? Em làm ngược trên này. Rồi bạn gái làm công việc trong bệnh viện là nhiều khi cũng có đi trực đêm đó. Rồi em ở nhà em phụ chăm coi nhà cửa được không? Dạ chuyện đó chị khỏi lo. Dễ thương quá. Nói chung quá. Là trông được kể cả người già trẻ em là em lo. Tôi ưng rồi đó. Dạ. Đẹp trai, năng động, khỏe mạnh. Tôi chịu. Em trai hôm nay đi với ai? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Dạ. Chào cô. Dạ chào cô. Dạ, cũng xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường với chào chung trong trường quay. Thấy gương mặt thì thấy cũng hiền hậu, thấy cũng dễ thương. Nếu có duyên nợ thì tìm hiểu đi chứ con đừng có lo. Cái thằng này thì nó lo dữ lắm con ơi. Nó cũng giống cha nó vậy đó. Thương vợ lo hết trơn, mặn bao hết trơn là nó giống đó. Mà thằng này là coi như nó không hút thuốc mà cà phê cũng không uống, mà đều có rượu thì có uống. Cảm ơn cô nha. Coi như là dòm thấy cái gương mặt thì cũng nhận thức được là cháu này cũng có đạo đức, mà lựa dâu thì cũng lựa gì trước nhất thì có cái đạo đức, sau thì lo cho chồng con đồ gì là mình mãn nguyện rồi chứ đâu có lo gì nữa đâu. Bây giờ em gái em đi với ai em gái? Dạ em đi với bạn thân của em, với bạn bè đồng nghiệp ở trong cơ quan. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người ở trường quay. Về ngoại hình thì rất là được, đẹp trai, tính tình hòa đồng vui vẻ. Vấn đề uống rượu thì chắc là không sao đâu, tại do công trình thôi Hân ơi. Còn Hân thì em thấy là bạn nấu ăn ngon lắm, hát cũng rất là hay nữa. Hai người này mà song ca với nhau là chắc hay lắm. Em nghĩ hai bạn rất là hợp với nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ kéo rèm ha. Bây giờ mở rào ra hai bên gặp mặt nha.
sao em? Em có hòa tặng rồi. Có cao 1m51 không em? Dạ. Lâu lắm rồi, 3 mấy năm mới gặp được em. Cuộc sống của anh tự lập từ nhỏ, từ gia đình, xa cha mẹ, tự lo. Thì cái chuyện vấn đề đó thì em khỏi phải suy nghĩ. Trong ngày xưa đi học á, thì có những cụm từ như là tại bị thì là hay gì đó. Thì vấn đề đó thì riêng anh sẽ không tặng cho em. Sau này đừng áp dụng cho cuộc sống. Thí dụ như là hai đứa yêu nhau hay là kết hôn với nhau, thì đừng có đem ra ngày xưa như vậy tại bị thì là. Sau lưng một người đàn ông thành công thì có một người bóng dáng của người phụ nữ là đúng rồi. Nhưng mà sau lưng một người đàn ông thất bại thì chưa chắc có bóng dáng người phụ nữ ra. Đôi khi cũng có. Nhưng mà anh á thì anh lại muốn là có một người phụ nữ sẽ sau lưng để ủng hộ anh, để anh có thể dựng bước trên con đường sự nghiệp của anh, như là anh lập nghiệp trên Sài Gòn này. Đối với em thì em có thể làm điều đó hay không? Em thì rất là thích chăm sóc người khác. Nếu mà em đã chăm sóc thì em sẽ thuộc kiểu người hơi bó buộc á. Thì em không biết là anh có chịu đựng được cái sự bó buộc của em không? Kiểu như là em chăm sóc anh thì anh phải nghe lời em kiểu vậy á. Nghe lời tùy trường hợp, nghe lời chứ cái gì em kêu anh nghe lời hết sao được. Giống như là anh bệnh thì em kêu uống thuốc thì anh phải uống thuốc. Được, cái đó uống thuốc được. Nhưng mà anh sợ nhất là chích. Em thấy anh nói hơi nhiều á. Anh xem chương trình lần có anh kia anh nói là anh tới 10.000 từ chứ anh có tới 10.000 mà anh nhân hệ số 3 đó. Bây giờ anh công trình suốt mà. Thì những người công trình đó thì anh nói chung là anh tháo giác là anh... Được rồi. Cô gái người ta nhẹ nhàng để cô gái người ta trình bày trước đi, hiểu không? Rồi em có những nguyên tắc yêu đương gì đó em nói ra hết cho anh, anh có chấp nhận được không? Cái người đó thì chung thủy, không có lăng nhăng. Đặc biệt em rất là ghét người hay nói dối. Anh cũng vậy đó, anh cũng ghét ai mà giả dối. Anh thích con đông, em thích đông không? Anh thích một đội bóng luôn á, được không? Như vậy thì đông quá anh. Anh làm huấn luyện viên, em làm trọng tài. Em thích thì hai đứa là em không thích quá vậy thì... Em thấy gia đình anh đông lắm, vui lắm. Hồi xưa đông còn lo nổi, giờ đông lo không có nổi đâu cưng. Anh yên tâm, với khả năng em là em không làm thôi, em làm được hết. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi nói cho đối phương biết cái cảm nhận của mình hiện tại ngay lúc này là như thế nào. Em nói trước đi, anh nhường em. Dạ, thì em thấy anh là một người cũng chững chạc, chân thành, cũng có nhiều cái giống em. Được thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em thích cuộc sống gia đình là mỗi người nhường nhịn một ít. Tính em cũng hay nóng. Tính mình cũng nóng rồi đó nha. Vậy rồi sao? Anh á thì chỉ nóng ví dụ như là những lúc trong công trình nó gặp khó khăn hay là gì đó, rồi khi anh đi nhậu về á thì anh có say xỉn á, thì lúc đó xỉn á là anh có gụ vô em đừng nói, em chỉ nín thinh đi. Anh mà có gụ vô á nghe mà nói mà anh mà nghịch tai là anh nóng lên là coi như là cháy á. Anh làm gì? Anh nói cháy thì anh có làm gì đâu trời. Em không thích, em có xu hướng bạo lực luôn nha. Anh đâu có bạo lực đâu, anh nói cháy thôi chứ anh đâu có nói đánh em hay là gì đâu bạo lực. Nhưng mà anh hết rượu rồi thì em cứ chửi mà xối nước hay làm gì cũng được nha. Con người phụ nữ khôn là ở chỗ là nhìn người ta nóng là mình đừng có chọc nóng người ta được đâu. Phụ nữ chứ anh phải tự kiềm chế anh chứ sao anh đổ thừa đổ bia được. Anh kiềm chế anh, lúc mà anh mới nói không có tại thì bị lạ. Anh kiềm chế là kiềm chế lúc anh không có rượu. Rượu hay không rượu là do anh tự chủ chứ. Anh có thể uống ít mà. Anh đâu, anh đúng muốn rồi đó em. Em không nên cãi phụ nữ nhiều quá. Mình phải chủ động khi mình uống rượu. Chứ không phải uống rượu xong muốn la gì, muốn chửi cái gì, muốn làm gì làm, người ta ngồi người ta im được. Không, cái một hai lần đầu còn được. Nhưng mà nhiều quá thì không ai chịu đựng nổi đâu. Em nói ở đây là thí dụ như em xin rượu về thì thôi đừng có cầm vào, đừng có nói này nọ thôi. Chứ không phải là nói em tự nhiên có rượu gì em đem tay em chửi, em quánh em khác gì em vô cớ. Đúng rồi nha. Dạ. Nhưng mà phụ nữ thì ai cũng như ai cũng cầm ràm hết. Anh nói vậy sao? Thì anh biết trước cái tính anh như vậy thì anh dặn em trước, rồi thấy anh về thôi đi kệ, làm gì làm đi ngủ đi cho rồi thì đâu có chuyện gì xảy ra, đúng không? Em xỉn lên càm ràm ta, người ta không nói. Đâu có, em xỉn là em đi ngủ hả? Bao lâu xỉn lần? Em thì hình như là xỉn suốt. Vậy nghĩ đi cơ khỏe, nghĩ khỏe. Em không thích nhậu nhẹt vậy đâu. Thì nói chung là công việc của anh, đặc thù công việc anh xây dựng thì nó là phải nhậu thôi em. Tại vì trong cuộc sống thì đôi khi là phải có sự nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Và điều quan trọng là đừng có cái tôi mình cao quá. Thôi nghĩ bàn vấn đề này đi cưng. Tự mỗi đứa suy nghĩ nha. Bây giờ để thay đổi bầu không khí trước khi bấm nút, em hãy hát tặng mọi người một bài hát cho nó dịu bớt xuống tình hình giống như đang say rượu vậy đó. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Nhưng tim em đang ồn ào khi anh quay sang nói lời chào. Hẹn hò ngay với em đi, đâu có may khi sao không yêu nhau, bây giờ yêu luôn đi. Tin không em đang thật lòng, anh nghe không anh nói đi anh. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi chỉ một lời.
Không yêu yêu hay không yêu, không yêu hay yêu, nói một lời thôi. Rất là dễ thương. Mỗi người tự kiểm tra lại con tim của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không ai bấm hết. Anh xin lỗi em. Dạ. Cũng rất vui biết gặp được em. Dạ. Chắc có lẽ là mình không có duyên mà không nợ thôi. Chúc em sau này sẽ có tìm được một cái tình yêu và một cái cuộc sống có thể là hoàn hảo hơn. Được. Em cũng chúc anh tìm được người. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Trời dạ, ơi. Em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải bình nói nghề nhiều nghiệp, ha. Bình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên, đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng rồi, có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ, 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái? Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn hay? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối rồi chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiều. Chúc gặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi.
Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lanh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hỏi mùi hút không được, em bị ngợp. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc, ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Ờ, được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. À, với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. À, hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó dạ. Là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả? Anh Cần Thơ, anh con Út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi hả? Sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rễ được không? Bắt làm rễ thì mình vẫn chấp nhận. Tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi anh 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó. Bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào. Coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em. Vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp. Thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi. Rất là hợp, hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đi hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim. Tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hơn. Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi.
Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi, chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta, nên em quan trọng là gia đình hơn. À, đó là người phụ nữ anh cần mà, tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Bạn em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay khích lệ được không? Em ở nơi nào có còn mùa xuân không em? Rừng ngạc lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dâng hơn. Vì mình xa, vì... Em cung quá à. Rồi. Đáng hay à, còn câu cuối nữa hả? Lần đầu tiên em cung như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay, tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Không sao em. Tại hồi đó giờ không ai nắm á, nó mới đổ mồ hôi đó. Không sao, tay anh đổ hơn. Trời, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ, mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá. Nhanh quá, hung để lâu lâu. Hung nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào, để yên nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu, từ từ, để yên nguyên, để yên nguyên. Thấy sao? Hả? Hồi hộp. Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ, cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ hết. Dạ hết. Hết là được rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Nói chung là em thích con trai thơm. Em thích con trai thơm. Thích con trai thơm. Bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Ủa vậy hẹn hò thì tối, hẹn hò thì sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Mời bạn nam. Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào em gái. Dạ, em chào chị Quỳnh Linh. Em chào anh Cát Tường. Chào. Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi. Hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha? Dạ.
Quê em đâu Hiếu? Dạ quê em ở Long An. Long An. Hiện nay làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À. Có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp nên nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật còn nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi, chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thử coi. Ủa là thế sao? Nào? Nắm tay bạn gái luôn. Là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2 rồi. Mối tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đại gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó trời đất nó giống như không kéo dài được cái chị sắp tới. Nhưng mà em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè, rồi cũng thân thiện, nấu ăn thì nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi mời bạn trai tình trường. Dạ. Em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình thời học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước, lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay em đi làm cũng 3 năm mấy rồi, làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về, bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi, bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được, tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao bao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ được. 82. Quá rồi. Dữ vậy. Còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo sáng sủa sạch sẽ một xíu, tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Nhưng em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm. Em thích con trai thơm. Thích con trai thơm. Bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi nói chung là chút rồi biết á. Dạ. Thơm không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh định hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, vậy đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu. Làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. Dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào em trai. Cao hả? 1m82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá, như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? Mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì em cũng mập lắm. Mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá. Bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nên hồi xưa là tới 70+ kg nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn có 68 kg à. Rồi, cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau? Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố, đúng dạ. không? Rồi, vậy được rồi đó, ổn định. Ha, vậy là... Ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với rồi đó. Cậu với mẹ. Dạ, chào cô. Dạ, con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các tường, dạ. và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền, với là nó có biết chăm lo cho gia đình. Thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy, cầu sao cũng được hết. Dạ, dạ con cảm ơn.
Rồi à, em đi với ai? Dạ em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp cô em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. Chào bạn Hiếu, chào gia đình bên đàn trai. Chào các bạn khán giả tại trường quay. Con thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát vui vẻ thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ bạn đồng nghiệp. Rồi mời em gái. Rồi ai cũng xinh hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị, tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi, cảm ơn gia đình mình ha. Rồi, bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Chào em, chào anh. Chào. Dạ, em cũng có quà tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Còn hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cây tre vậy. Chào khủng khiếp. Trời ơi. Rồi, bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hồi được thì em rảnh bao thời gian nào trong tuần? Dạ, em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À, anh cũng vậy, 6 giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng không có thời gian đi chứ. Nhưng mà quen thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là có. Trời ơi. Bây giờ là thử coi cái này có điện giật không. Chỉ cho cơ hội em bị điện giật nha. Dạ. Rồi. Nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha. Nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện, điện có giật không. Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. Hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi, tìm hiểu. Thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. Làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao, rồi làm lại nè, làm sao, lại. Em cũng vậy, được em nào. Cũng vậy. Bắt sao? Đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi, em ơi. Quên rồi chị, rung quá. Dạ không, vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu sao anh không đến. Rồi. Thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm đó nha. Không phải dễ gặp câu đó đâu nha. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình, bây giờ suy nghĩ gì, mong muốn điều gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ có anh ngồi bên đây. Thì mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng.
Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi, quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Hôn đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hồng. Xin phép, xin phép. Vừa tầm dễ sợ. Rồi, đi xem phim ở cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn.